Thầy chào các em học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Chua Đan, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em nội dung ôn tập cuối học kỳ 2. Thì nội dung chúng ta gồm hai phần. Phần đầu tiên là phần lý thuyết. Phần lý thuyết thì chúng ta có một số chủ đề như sau. Chủ đề thứ nhất, sự nhiễm điện do cọ xát, hai loại điện tích. Thì ở phần này các em phải nhớ được một số kiến thức như là vật nhiễm điện bằng cách cọ xát, vật nhiễm điện hay vật mang điện tích thì có khả năng hút các vật khác. Thì có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Vật nhiễm điện âm là khi nhận thêm electron, vật nhiễm điện dương là khi mất bớt electron. Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau và khác loại thì hút nhau. Ví dụ như điện tích dương và điện tích dương thì cùng loại nó sẽ đẩy nhau. Điện tích dương và điện tích âm thì khác loại nó sẽ hút nhau. Và người ta quy ước rằng điện tích của thanh thủy tinh khi cọ sát vào mảnh lụa là điện tích dương, và điện tích của thanh nhựa sẫm màu khi cọ sát vào vải khô là điện tích âm. Tiếp theo chúng ta sang chủ đề thứ hai là chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại. Thì thứ nhất các em phải biết được về dòng điện và nguồn điện. Thì dòng điện là dòng các điện tích di chuyển có hướng. Nguồn điện có khả năng cung cấp điện cho các thiết bị hoạt động. Thì mỗi nguồn điện đều có hai cực là cực dương và cực âm. Ví dụ như một số nguồn điện như là pin, ắc quy và dynamo ở xe đạp. Thứ hai là chất dẫn điện và chất cách điện. Thì các em phải biết được định nghĩa về chất dẫn điện và chất cách điện. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, ví dụ như các kim loại, ruột bút chì, thủy ngân. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua, ví dụ như cao su, gỗ khô, nước nguyên chất. Và lưu ý rằng dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do di chuyển có hướng. Vì trong kim loại có các electron tự do nên kim loại là vật dẫn điện rất tốt. Các dung dịch axit, kiềm, muối, nước thường dùng là những vật dẫn điện. Nhớ là nước thường dùng là nước ga sinh hoạt, còn nước nguyên chất là vật cách điện. Ở điều kiện thường thì không khí là chất cách điện, nhưng trong một số điều kiện đặc biệt thì không khí là vật dẫn điện. Ví dụ như trong những thời tiết mưa, không khí ẩm, thì ví dụ như một số hiện tượng như là sét, ống tia lửa điện thì không khí là vật dẫn điện. Chúng ta phải biết được là về các sơ đồ mạch điện là chiều dòng điện. Thì để vẽ được sơ đồ mạch điện thì chúng ta phải biết được các ký hiệu của một số bộ phận mạch điện, như là ký hiệu của nguồn điện. Ở đây là pin ắc quy, hai nguồn điện mắc nối tiếp, và ký hiệu của bóng đèn, ký hiệu của dây dẫn, và ký hiệu của công tắc. Thì công tắc có công tắc đóng và công tắc mở. Và chiều dòng điện là chiều theo quy ước thì bắt đầu từ cực dương của nguồn điện qua dây dẫn và các thiết bị điện rồi tới cực âm của nguồn điện. Tiếp theo chúng ta sang chủ đề thứ ba là các tác dụng của dòng điện. Thì dòng điện nó sẽ gây cho chúng ta 5 tác dụng. Tác dụng thứ nhất là tác dụng nhiệt. Dựa vào tác dụng nhiệt, người ta đã chế tạo các bàn là điện, bếp điện, lò ấm điện, lò sưởi điện, mỏ hàn điện. Tác dụng thứ hai là tác dụng phát sáng, để chế tạo các đèn ống, đèn led, đèn báo và các thiết bị điện, đèn hình quang. Tác dụng thứ ba là tác dụng từ, để ứng dụng chế tạo nam châm điện, chuông điện, cần cấu điện, quạt điện, máy bơm nước. Tác dụng thứ tư là tác dụng hóa học, để ứng dụng trong mạ điện, mạ vàng, mạ bạc, mạ kim loại, nạp điện cho bình ắc quy, bình điện phân. Và thứ năm là tác dụng sinh lý. Thì dòng điện có tác dụng sinh lý khi đi qua cơ thể con người, người ta ứng dụng để châm cứu điện, chạy điện. Tiếp theo chúng ta sang chủ đề thứ tư là cường độ dòng điện và hiểu điện thế. Một, chúng ta phải biết được cường độ dòng điện là gì. Thì cường độ dòng điện cho biết độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.
Cường độ dòng điện được ký hiệu bằng chữ Y viết hoa, Y ngắn viết hoa. Và đơn vị của cường độ dòng điện là ampere, ký hiệu là chữ A viết hoa, và có đơn vị là miliampere. Thì cách đổ đơn vị 1 miliampere bằng 0,001 ampere và 1 ampere bằng 1000 miliampere. Hai đơn vị này cách nhau 1000 lần. Thì để đo cường độ dòng điện, người ta dùng ampere kế, ký hiệu của ampere kế trong sơ đồ mạch điện. Và ampere kế có hai chốt dương và chốt âm. Chúng ta lưu ý khi sử dụng ampere kế thì thứ nhất chúng ta phải chọn ampere kế có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp với giá trị cần đo. Thứ hai là chúng ta mắc ampere kế nối tiếp vào mạch điện để đo cường độ dòng điện, sao cho chốt dương của ampere kế mắc với cực dương của nguồn điện, chốt âm của ampere kế mắc với cực âm của nguồn điện. Và chúng ta lưu ý là không được mắc trực tiếp hai chốt của ampere kế vào hai cực nguồn điện sẽ gây hỏng ampere kế. Tiếp theo chúng ta sẽ phải nhớ được về kiến thức về hiệu điện thế. Thì hiệu điện thế là nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó, một hiệu điện thế. Hiệu điện thế được ký hiệu bằng chữ U viết hoa. Đơn vị của hiệu điện thế là vôn, ký hiệu là V. Ngoài đơn vị là vôn, chúng ta còn có milivôn và kilovôn. Thì 1 kilovôn bằng 1000 vôn, 1 vôn bằng 1000 milivôn. Thì các đơn vị còn cách nhau 1000 lần, chúng ta biết được chúng ta đổi đơn vị. Thì để đo hiệu điện thế, người ta dùng vôn kế. Đây là ký hiệu của vôn kế trong sơ đồ mạch điện. Vôn kế cũng có hai chốt âm và chốt dương. Và chúng ta cũng phải biết được, lưu ý khi sử dụng vôn kế. Thì vôn kế để mắc trực tiếp vào vật cần đo, ở đây là nguồn điện bóng đèn, sao cho chốt dương của vôn kế được mắc với cực dương của nguồn điện và chốt âm của vôn kế mắc với cực âm của nguồn điện. Và một điều các em phải cần nhớ được là số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết giá trị hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường. Ví dụ như ở trong bóng đèn người ta thường ghi 220V, thì số vôn cho biết điều gì? Thì số vôn cho biết là hiệu điện thế định mức là 220V để bóng đèn nó hoạt động bình thường. Sau khi đã xong về phần lý thuyết, chúng ta sang một số bài tập. Thì các em phải lưu ý một số bài tập như sau. Bài tập này thầy sẽ hướng dẫn các em trên lớp. Thứ nhất là câu 1, giải thích tại sao vào những ngày hanh khô khi chải tóc bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa kéo thẳng ra. Câu số 2, khi thổi mạnh vào mặt bàn thì bụi bay đi. Tại sao cánh quạt thổi mạnh như vậy, bụi lại bám vào cánh quạt, đặc biệt đầu cánh quạt lại càng nhiều bụi. Câu số 3, vì sao những ngày trời hanh khô khi ta lau gương kính mặt tivi bằng khăn bông khô thì lau xong ta vẫn thấy các bụi vải bám vào. Câu thứ 4, tại sao các nhà máy nhiều khói bụi, đặc biệt là nhà máy dệt, người ta thường đặt các tấm kim loại lớn đã tích điện ở quanh tường, thì làm như vậy có tác dụng gì? Thì từ câu 1 đến câu số 4 này là các câu hỏi về sự nhiễm điện do cọ sát. Câu số 5, trong các vật sau, ruột bút chì, thủy tinh, gỗ khô, nước nguyên chất, nhôm, cao su, thủy ngân, vật nào là vật dẫn điện, vật nào là vật cách điện? Để trả lời câu này thì chúng ta phải nhớ được định nghĩa vật dẫn điện là gì, vật cách điện là gì. Câu số 6, có 5 vật A, B, C, D, E được nhiễm điện do cọ sát. Biết rằng A hút B, B đẩy C, C hút D và D đẩy E. Biết E mang lại tích âm. Vậy người ta hỏi 4 vật A, B, C, D mang lại tích gì? Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải nhớ lại sự tương tác giữa các điện tích. Ví dụ như cùng loại thì như thế nào, khác loại như thế nào. Câu số 7, vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện của một nguồn điện nè, một công tắc, một bóng đèn, một dây dẫn, một ampere kế để đo cường điện trong mạch, một vôn kế để đo hiệu điện thế của nguồn điện. Để vẽ được sơ đồ mạch điện thì chúng ta phải nhớ được các ký hiệu của các thiết bị điện, rồi sau đó chúng ta sẽ xác định chiều dòng điện theo quy ước. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và tới các thiết bị điện rồi tới cực âm của nguồn điện.
Câu số 8, cùng vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện gồm nguồn điện ở đây là hai pin, mắc nối tiếp, một công tắc, một bóng đèn, một dây dẫn, một ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch, vôn kế 1 để đo hiệu điện thế của nguồn điện, vôn kế 2 để đo hiệu điện thế của bóng đèn. Thì ở đây có hai vôn kế, chúng ta nhớ là một vôn kế để đo điện thế của nguồn điện, một vôn kế để đo điện thế của bóng đèn. Câu số 9, trên một bóng đèn có ghi 220 V, con số đó chúng ta biết điều gì? Câu số 10, em hãy kể tên các tác dụng của dòng điện và lấy một ứng dụng tương ứng với tác dụng đó. Thì một số câu bài tập này các em có thể tự làm và lên lớp thầy sẽ hướng dẫn cho các em. Chúc các em có một kỳ thi thật là tốt, chúc các em nhiều sức khỏe. Xin chào các em.